Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và trong ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu mẫu chậu rửa kết hợp chung với lại vòi đến từ thương hiệu Hatler, một thương hiệu vô cùng nổi tiếng và đặc biệt đến từ Đức nhé. Chúng ta có thể thấy được đầu tiên đó là mình sẽ nói về phần chậu rửa ha. Chậu rửa chén rất là quan trọng, thì ở đây là sẽ là cái chậu kết hợp chung với lại cánh, phần cánh ở phía bên này, thì để mà chúng ta có thể là sẽ để rau củ hoặc là chén bát để mình có thể sử dụng nó được tiện lợi hơn. Ở đây nha, nếu như mọi người để ý thì nó sẽ có cái phần rãnh ở đây, là khi mà ví dụ như mình úp chén hoặc là trái cây mình rửa xong á, nước nó sẽ từ từ nó chảy theo cái rãnh này và nó đi xuống luôn, giúp cho những cái trái cây hay là chén bát của mình nó sẽ được khô hơn. Hơn nữa thì sản phẩm chậu rửa chén này cũng được làm bằng bột đá nhân tạo, cho nên tạo nên cái vẻ thẩm mỹ rất là đẹp. Và nó có cái màu xám ở đây. Đây là cái phần học để mà mình có thể thao tác. Thì ở cái ưu điểm đó là cái chậu độ sâu của mồm là 220mm, độ dày là 12mm và kích thước chậu đó là 1000D x 500R mm. Đây. Và khi mà chúng ta mua thì cũng sẽ kèm cái bộ xả si phong, và cái bộ xả này là mọi người mình có thể là mình sẽ mở ở đây đó để mà mình có thể thoát nước, và ở phía trên này thì cũng sẽ là các cái ngăn để mà mình lọc không cho rác đi xuống phía dưới và nó sẽ làm tắc. Phía bên này thì cũng sẽ có thêm một cái lỗ thoát tràn ở đây đó, rất là tiện lợi. Còn ở đây thì cũng sẽ kết hợp chung với lại một cái vòi bếp. Về cái chậu đá này á, chậu đá có mã số là 570.36.450, còn về vòi bếp nó là mã số 570.51.590. thì đây là chất liệu Granted và Chrome. Vòi cũng sẽ có hai chế độ nóng lạnh. Đây, mình có thể thấy là nó cũng tông sực tông với lại cái chậu rửa của mình. Và ở đây cũng sẽ được mạ Chrome. Đây sẽ có hai chế độ nóng lạnh mà mình có thể thấy là nó sẽ hiện màu đỏ và màu xanh ở đây nè. Mình sẽ kéo qua kéo lại, đó là để điều chỉnh chế độ. Còn đây, kéo ra kéo vô thì sẽ điều chỉnh được cái lưu lượng của nước. Ở phía bên trong này cũng sẽ có thêm một cái lưới lọc để mà mình có thể là sẽ lọc đi những cái cặn bẩn và giúp cho nước nó tơi hơn, nó không có bị bắn ra khi mà mình sử dụng. Lưu ý thêm đó là cái chậu rửa này mọi người, nó sẽ được vắt cạnh bốn góc để mà hạn chế tối đa cái việc đó là bụi bẩn á, dơ nó bám vào mình không có vệ sinh được. Chính vì vậy đây là một giải pháp vô cùng hoàn hảo cho căn bếp nhà bạn. Để có thể biết thêm thông tin thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ chào tạm biệt, bye bye.